mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ 6 ngày 22 tháng 7 năm 2022. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Vĩnh Long, đài Bình Dương và đài Trà Vinh. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, một đăng ký, một like nhé các bạn.